Xin trân trọng kính chào khán giả của Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay ngày thứ tư 3 tới tháng riêng năm 2024. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay à, tin của à, báo mạng The Hill cho biết là một loạt tiểu bang, đặc biệt là các cái à, thủ phủ à, của tiểu bang à, có bị đe dọa bom làm cho một số nơi phải đóng cửa. Bản tin của báo mạng The Hill cho biết là ít nhất 6 cái à, thủ phủ của 6 tiểu bang khắp Hoa Kỳ bị đe dọa bom sáng sớm ngày hôm nay làm cho người ta phải di tản người và đóng cửa mặc dù người ta không khám phá thấy cho đến giờ phút này một cái vật thể nào nguy hiểm thì có thể gọi đây giống như là một sự hù dọa nhưng mà quý vị biết ở Mỹ này mà hù dọa bom đặc biệt là trong các tòa nhà quốc hội thì người ta rất là lo ngại thành ra ta phải di chuyển ngay người ta ra khỏi nhà thì uh, theo tờ báo này cho biết là các tiểu bang bị bao gồm Georgia, Kentucky, Mississippi, Montana, Connecticut và Michigan đó là 6 tiểu bang này Thì trong đây chúng ta thấy có 4 tiểu bang bảo thủ Đó là Georgia, Kentucky, Mississippi, Montana Và hai tiểu bang cấp tiến đó là Connecticut và Michigan Thì uh, Người ta không rõ là 6 cái vụ này có liên hệ với nhau hay không Nhưng mà đây là 6 cái tiểu bang Mà sáng ngày hôm nay bị đe dọa uh, Về phía FBI Trong một tuyên bố đưa ra thì cho biết Rằng là họ có biết những cái vụ đe dọa này Và yêu cầu công chúng tỉnh táo và cẩn thận và báo cáo bất kỳ một cái gì khả nghi, hoạt động khả nghi vật thể khả nghi hoặc là cá nhân nào khả nghi cho cảnh sát ngay lập tức. Và thông cáo của FBI cho biết là FBI coi những cái đe dọa này cho dù là giả tạo rất là nghiêm trọng bởi vì nó làm cho những người vô tội bị nguy hiểm, họ hoảng sợ đó. À, trong khi chúng tôi chưa có một cái thông tin nào cho thấy là có đe dọa nào cụ thể hoặc đáng kể chúng tôi tiếp tục làm việc với các cơ quan công lực của địa phương tiểu bang và liên bang cũng như các cơ quan đối tác để mà thu thập thông tin hoặc chia sẻ thông tin và sẽ hành động ngay lập tức khi mà có kết quả là mà chúng tôi biết được đó là thông báo của FBI cho biết như thế Liên quan đến tình hình bầu cử tổng thống của Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị, à, ngày hôm nay lần đầu tiên, bà Nikki Haley, cựu thống đốc tiểu bang South Carolina, à, South Carolina và là cựu đại sứ của Mỹ là tiên hiệp một quốc. À, lần đầu tiên vượt qua ông Ron DeSantis là thống đốc tiểu bang Florida ở cấp độ gọi là thăm dò dư luận quốc gia. Đó là theo kết quả của trang mạng mà chính trị bầu cử Mỹ tên là FiveThirtyEight, à, họ đang à, thăm dò thì uh, theo cái ông Nathan Rakic là một uh, biên tập vi, uh, một uh, chủ biên lâu năm của cái trang mạng này cho biết là các phân tích của họ cho thấy là bà Harley bắt đầu vượt qua ông uh, Ron DeSantis đặc biệt là trên cái trang mạng xã hội X tức là trước đây gọi là Twitter đó và ông có nói cho biết đây là cái điểm nhỏ thôi lần đầu tiên bà vượt qua vượt qua không có nhiều nhưng mà đánh dấu một cái chuyện là uh, lần đầu tiên bà vượt qua như thế chúng ta biết là cách đây độ vài tuần thì bà đứng hạng 3, hồi trước bà đứng hạng năm, hạng 6 gì đó. Ông Trump mới là hạng nhất rồi tới ông Ronald rồi đến bà nhưng mà bà cách xa ông Ronald Sau đó dần dần thì bà lên gần ông Ronald thì hôm nay lần đầu tiên bà vượt qua ông Ronald và người ta nói rằng là có thể do cái kết quả của các hai cái cuộc tranh luận gần đây bà phát biểu rất là mạnh mẽ và bà bày tỏ cái sự độc lập của bà cái điểm thứ hai nữa à, có thể là do cái sự ủng hộ của ông Chris Sununu thống đốc của Đảng Cộng hòa tiểu bang New Hampshire chính thức ủng hộ bà này và không ủng hộ ông Ronald Santos cũng như ông Donald Trump thành ra có thể đó là cái lý do mà bà uh, lên điểm đó là theo như uh, bên file uh, uh, họ cho biết như thế. Sang qua cựu tổng thống Donald Trump thì chúng ta biết là tuần trước tiểu bang Maine đã trở thành tiểu bang thứ nhì uh, cấm không cho ông Trump tranh cử ở tại đây. Lý do họ nói là ông có tham gia gián tiếp hoặc trực tiếp gì đó hay là sử dụng cái cuộc mà bạo loạn vào ngày 6 tháng giêng 2021 mà những người ủng hộ ông tấn công vào tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ thì à, uh, cái quyết định đó do bà bộ trưởng hành tránh Shannon Bello đưa ra chứ nó khác cái bên Colorado Colorado là do tối cao viện đưa ra thì ngày hôm qua ban vận động của cựu tổng thống Donald Trump đã chính thức nộp đơn kiện bà này và yêu cầu lật ngược cái phán quyết của bà này bởi bà này uh, tuy không phải chắc chắn nhưng mà luật của tiểu bang Maine nó cho phép bà hành động giống như một cái án gọi là bán thời gian. Tức là mini đó, tức là gì? Bà vừa là một giới chức hành tránh mà vừa là có cái quyền giống như tránh án. Cho nên ở bên Maine nó không cần phải đưa lên tòa, chỉ cần cái là cái người uh, bộ trưởng hành tránh đó có quyền quyết định cái này và tiểu bang Maine là một trong ba cái tiểu bang ở Mỹ là cái người mà bộ trưởng hành tránh có quyền đó. Thì ngày hôm qua bên ban vận động của ông Trump đã nộp đơn lên Kennebec County, tòa án tòa thượng thẩm Kennebec County để mà đòi lật ngược cái phán cái quyết định của bà uh, Belos và bên ông cũng nói rõ rằng những gì ông làm trong ngày 6 tháng giêng là không có lính dáng đến của bảo đảm đó và những gì ông nói chỉ là gì tự do ngôn luận của ông và điều này không thể nào loại bỏ ông ra ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì theo tu chính án số 14 thì cái này ông nói nó cũng giống như cái mà bên ông đưa lên tối cao pháp viện trong một phán quyết của cả đồ đồ thôi không có gì mới cả nhưng đây nó chỉ là chuyện thủ tục hành tránh để nó kịp tức là cái đơn này sẽ được đưa ra tòa thượng thẩm của tiểu bang men rồi họ xử như thế nào đó Rồi cuối cùng sẽ lên tối cao pháp viện của tiểu bang men và rồi cuối cùng sẽ lên tối cao pháp viện của hiệp trung quốc hoa kỳ chúng ta sẽ chờ xem như thế nào liên quan đến hạ viện hoa kỳ thì vị có thêm một điểm không vui cho đảng cộng hòa là ngày hôm qua có thêm một dân biểu nữa của đảng cộng hòa đó là ông Bill Johnson của tiểu bang Ohio tuyên bố từ chức. Ông này sẽ từ chức vào những ngày tới, bắt đầu từ ngày 21 tháng Giêng để trở thành uh, viện trưởng của trường đại học Youngstown State University vào giữa tháng 3. Đã. Thì thưa quý vị, chuyện một dân biểu mà từ chức uh, nghỉ hưu, cái chuyện đó rất bình thường. Nhưng mà kỳ này nó không có lợi cho Đảng Cộng Hòa là bởi vì hiện nay á, Đảng Cộng Hòa hôm trước đó là hơn Đảng Dân Chủ là như vậy là 6 ghế. À, xin lỗi quý vị, 9 ghế uh, 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 9 ghế đúng rồi. Nhưng mà có một ghế trống thì uh, uh, đúng rồi 9 ghế. Nhưng mà sau đó thì là ông George Santos bị đá văng khỏi Hạ viện, ông này của Đảng Cộng hòa từ bang New York. Rồi sau đó đến ông Kevin McCarthy là cựu chủ tịch Hạ viện, ông này cũng nghỉ luôn là ngày 31 tháng 12 vừa qua là ngày chót của ông. Thành ra có hai ghế trống. Bây giờ thêm ông ở Bill Johnson này nữa là tới ba ghế chống như vậy là Đảng Cộng hòa hiện nay đã thay vì là 221 mươi uh, 222 chứ cộng dân chủ là 213 thì giờ họ còn có 219 dân chủ vẫn là 213 tức là họ hơn dân chủ chỉ có 6 ghế về nguyên tắc là họ chỉ được trong các cuộc bầu cử chỉ được quyền là hai người bên Đảng Cộng hòa nhảy qua dân chủ thôi chứ nếu ba người qua là họ kẹt đó Thành ra con số này là bây giờ là Đảng Cộng Hòa mong manh, đã mong manh rồi. Bây giờ mong manh nữa. Bởi vì họ sẽ phải đợi ba cái tiểu bang này sẽ phải đợi. Theo như bên uh, New York là đầu tháng 2 này họ sẽ có cuộc bầu cử đặc biệt. Để mà bầu ra cái người thế ông, ông, ông giọt tốt. Mà bây giờ Đảng Dân Chủ họ đang nhắm họ lấy lại cái ghế đó. Bởi cái ghế đó trước đây của Đảng Dân Chủ ở bên khu vực Long Island. Đó không ông, ông, ông giọt tốt là bởi vì ông bị tố cáo ông nói dối. Thành ra ông mới đắc tất cử đó mà ông Cộng Hòa giống bị dăng rồi bên tiểu bang California thì ông Kevin McCarthy bây giờ không làm cái ghế này ông chống thì việc tùy theo thống đốc của tiểu bang California là ông Gavin Newsom ông sẽ kêu gọi ông ra lệnh ngày nào sẽ bầu cử chưa biết hoặc là ông để chống như vậy luôn cho tới là tháng riêng năm 2025 luôn tức là tháng 11 năm nay sẽ có người ra bầu cử thì sẽ là thế ông Kevin McCarthy vào tháng riêng năm 2025 đó còn ông Bill Johnson thì tôi chưa biết là cái cái luật lệ bên Ohio như thế nào nhưng mà ít nhất trong thời gian tới này ít nhất là trong vài tháng nữa Đảng Cộng Hòa là ở tại Hạ Viện là cái đa số họ rất mong manh Họ chỉ hơn Đảng Dân Chủ có 6 ghế mà thôi thay vì 9 ghế như trước đây Đó. À. Rồi liên quan tình hình biên giới Hoa Kỳ và Mexico Chúng ta biết là ngày hôm nay 61 vị dân biểu Hạ Viện của Đảng Cộng Hòa Đã đến thành phố Eagle Park, tiểu bang Texas để, để mà thị sát tình hình và gây áp lực với Tổng thống Biden trong vấn đề mà biên giới trong lúc ông Biden đang tìm cách là yêu cầu Hạ viện chi ra thêm 110 tỷ đô la để viện trợ cho Israel và và Ukraine. Thì đồng thời ngày hôm nay bên cơ quan bảo vệ biên giới Hoa Kỳ thông báo cho biết là họ mở cửa lại bốn cái cửa khẩu biên giới qua ba cái tiểu bang đó là Texas, Arizona và California bắt đầu từ ngày mai. Hả? những cái cửa khẩu này bị đóng trong những ngày qua là bởi vì cái số lượng mà người di dân bất hợp pháp vào Mỹ quá đông vào một lúc một ngày cả mười mấy ngàn người họ không thể nào họ chịu nổi và họ đã không có thể đủ nhân lực cũng như đủ lều đủ những cái cơ sở để cho những người này ở cho phải tạm thời đóng đóng thì hôm nay phải mở ra lại Đó, ngày mai phải mở ra lại bởi vì theo luật của mỹ anh không được quyền đóng Đó. anh không quyền đóng tạm thôi bởi luật mỹ nó có cái tay tổ tức là bất kỳ một người nào trên vũ trụ này bước vào cửa khẩu của mỹ anh không được quyền đuổi ra anh phải nhận họ rồi hỏi anh đi đâu bảo tôi đi vào tị nạn chính trị kinh tế gì cái gì không cần biết Bà ok rồi tôi hẹn anh ngày ra tòa tôi xử còn nếu anh không chịu thì anh đi về đó thì phải cho những người đó tạm thời ở mỹ để hẹn ngày ra tòa rồi mới xử có cho ở lại hay là đuổi ra đó thành luật mỹ nó không có thể nào đóng cửa biên giới ai bảo đóng cửa biên giới là người nó trình thấp nó không hiểu vấn đề không thể đóng được bây giờ là ngày mai ông biden phải mở cửa đấy thì bốn cái cửa khẩu này nó nằm ở thứ nhất là eo Eagle Pass ah, ta chợt cái chỗ mà mới nay anyway, sáu bốn vị nhân biểu cộng hòa đến thăm ngày mai ấy, tôi mở cửa chiếu gửi cái thứ hai là ở San Diego California cái thứ ba là view Arizona và cái thứ tư là Nogales cũng Arizona tôi Arizona tôi mở hai cửa khẩu Nogales này tôi đến rồi tôi từng đến đây cách đây khoảng 10 năm đó. tôi có một cái fellowship đi qua bên đó viết phóng sự tôi có đến Nogales nó kế cái tỉnh cái, tiểu bang Sonora của Mexico chỗ này vô dữ lắm đó thì bây giờ ngày mai là mỹ phải mở cửa thôi đó. thì đó là tình hình biên giới như thế sang qua tình hình việt nam thưa quý vị sáng ngày hôm nay chắc quý vị cũng đã nghe tin biết rồi ba cựu ủy viên trung ương đảng của việt nam lần đầu tiên ra là trước bảnh móng ngựa cùng với 35 người khác liên quan đến vụ mà việt á thì trong ba người này có một người là cựu bộ trưởng y tế một người là cựu chủ tịch ủy ban nhân thành phố hà nội và cũng là cựu chủ tịch bộ khoa học công nghệ và một người nữa là cựu bí thư tỉnh Hải Dương. Đó. Ba người này ra thì chắc quý vị biết cái chuyện là họ bị tố cáo là nhận hối lộ, đưa hối lộ tủ thứ trong vụ mà kích test về đá. Thì đặc biệt là chú ý là sáng nay ông Nguyễn Thanh Long là cựu bộ trưởng y tế mới có mấy tháng bị bắt rồi, Trời đầu tóc bạc phơ, mà ba cứ thật thì cho coi cái hình ông Nguyễn Thanh Long. Bạc phơ luôn, không không ngờ xuống lệ như thế. Thì ông này bị tố cáo là nhận tiền nhiều nhất là 2.25 triệu đô la, tức khoảng 51 tỷ đồng thì ông này bị tố cáo là ông đã dùng ông Nguyễn Huỳnh là phụ tá của ông gợi ý với ông Phan Quốc Việt đưa một triệu đô la trước rồi sau đưa thêm 1 triệu mấy nó bảo là cần tiền để làm công việc thì ông Nguyễn Quốc Việt đã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội đưa tiền cho ông Nguyễn Thanh Long thì sáng ngày hôm nay ra tòa Nguyễn Thanh Long nhận là ông có nhận cái số tiền 2.25 triệu đô la nhưng mà chúng tôi không có gợi ý chúng tôi không gợi ý đó là theo lời ông nói như thế À, cái người thứ hai mà người ta chú ý đó là ông Chú uh, uh, Ngọc Anh ông này là cựu chủ tịch ủy ban nhân thành phố Hà Nội à, thì ông này đó thì lại là có một cái uh, đặc biệt là khi ra tòa ngày hôm nay người ta thấy ông này cũng bị cầm giống như mấy ông kia thôi à, nhưng mà ông có cầm một tờ báo <laughs> tờ báo này thì buồn cười bác cái uh, thật có thể cho coi cái laptop của tôi để xây thấy, thấy đây cái hình này à đây mới thấy trên đây nó có cái bài ngộ lắm à. tâm thế mới thắng lợi mới <laughs> đây, đây, đây đây tâm thế mới thắng lợi mới thì biết tâm thế nào đây tâm thế ở tù thì không biết có thắng lợi không à. hay là tâm thế mới là vô đội duyên tuyết à. thắng lợi mới chắc đếm kiến chắc đếm nhanh người ta à, quý để ý nó cầm tờ báo thì có nhiều người trên mạng ta vào bảo sao cầm tờ báo mà cầm đọc đó, có bài tựa đề tâm thế mới thắng lợi mới người khác là bảo là không chắc ông vỡ đại để cầm tờ báo che còng của thế hai tay bị còng cầm, cầm tờ báo che mặt thì mấy người này là đeo khẩu trang mặc dù bên việt nam không có covid nữa là buồn cười cái vị lúc mà ra phát biểu chống tham nhũng thì sung lắm bỏ khẩu trang để cho thấy mặt ông này người ta thấy trước đây cũng có tâm hình lúc thời nguyễn Tân dũng có làm thủ tướng ông làm bộ trưởng là là, là là xung xuê lắm đi đâu cũng đi đi theo đó. bây giờ ra thì quý vị thấy bên việt nam lạ lắm bị tham nhũng ra được che mặt che mặt đó mà ông này bây được cầm tờ báo che còng mà buồn cười nhất là tâm thế mới thắng lợi mới người bảo tâm thế mới chắc là tâm thế của cầu thủ đội duyên tuyết của ý á thắng lợi mới là chắc vô đếm kiến thắng lợi <cười> buồn cười và cuối cùng thưa các vị bản tin liên quan đến tổng thống joe biden Ờ à, Ngày thứ bảy này là ngày 6 tháng Giêng 2004 là đúng 3 năm sau khi ông Donald Trump bị tố cáo xúi dục âm mưu lật đổ chính quyền Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng Giêng 2001 làm cho một số người bị thiệt mạng, một số người bị thương và gần 1.000 người bị truy tố vì đang ngồi đếm kiến hoặc là vô đội duyên tuyết luôn, <laughs> vô đội duyên tuyết đông quá. Ông Trump thì bây giờ đang bị truy tố 91 tội hình sự tất cả, trong đó có liên quan đến cả các tội này luôn và rồi bây giờ cũng đang bị là uh, hai tiểu bang cấm tranh cử đó là Colorado và Maine thì uh, thứ bảy này theo dự trù tổng thống Biden sẽ đến gọi là cái uh, nơi gọi là ở bên tiểu bang Pennsylvania cái chỗ này là cái nơi mặt trận mà gọi là đội chiến ngày xưa với lại lập quốc vân 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 thì đây là cái nơi ông gọi là uh, người ta gọi là Valley Fork ở tiểu bang Pennsylvania đây là cái nơi mà tổng thống George Washington, tổng thống đầu tiên của Mỹ và quân đội Continental Army à, đã có một trận đánh vào mùa đông cách đây 250 năm đó. Ở đây là coi như uh, ông ông Biden sẽ đi về lịch sử đó lịch sử. Sau đó thì hai ngày sau ông sẽ đến cái nhà thờ Mar Emmanuel AME Church ở Charleston, Ở bên tiểu bang uh, South Carolina đây là năm 2015 một người uh, gọi là kỳ thị chủng tộc da trắng đã bắn chết chín người da đen đi trong cái nhà thờ này đó mà quý nhớ hồi đó là ông tổng thống bắc Obama có vô ông uh, đến ông tưởng niệm ông khóc ông hát cái bài mi xinh đấy đó. thì tại sao ông Biden chọn hai cái chỗ này à cái chỗ thứ hai ta biết rồi có lẽ là ông muốn tìm cái số phiếu cái o bế cái cử tri da đen đặc biệt là trong cái vụ mà ngày hôm qua cái bà Claudine ghê viện trưởng của đại học Harvard từ chức vì cái vụ mà bảo là đạo văn với lại là bị áp lực trong cái vụ mà do Thái bị Hamas tấn công và nhiều người cho rằng đây là vấn đề kỳ thị chủng tộc nhiều người cho là như vậy thì bởi vì là người da đen và là phụ nữ da đen đầu tiên làm viện trưởng Harvard thì có lẽ là ông tìm cách gọi là o bế cái cử tri da đen nhưng mà cái điều tôi muốn nói là ở Valley Forge thì tòa bạch ốc cho biết đó là thứ bảy này sáng nay nếu quý vị chiều hôm nay có nghe chương trình của tôi với anh Khanh trong từ thủ đô anh Khanh bảo là Tôi nghĩ, anh Khanh nói nhá, tôi nghĩ là Tổng thống không nên nói những cái chuyện mà cũ là bây giờ người ta cần nghe ông nói về job, kinh tế, biên giới người ta muốn nghe. Nhưng mà ông Khanh ông quên một điều là ông Biden nói nó lâu nay người ta không nghe. Nói, nói, cớ nào bị ông Trump nó ngược lại. Thì thứ bảy này, tao giáo cho biết là ông Trump sẽ không nói chuyện, à, Biden sẽ không nói chuyện kinh tế nữa. Kinh tế bây giờ nè, lạm phát xuống dưới 3% nè, thì đã giới thiệu 3.7% nè. Sức mua là dân chúng là tăng lên nè bây giờ là sắp tới đây là ngân hàng liên bang là tính là giảm lãi suất ba lần nhưng mà nói dân chúng nó không nghe không nghe mày khoái nghe chuyện trump không? thứ bảy này ông biden sẽ tấn công ông trump sẽ dùng cái mặt trận cái nơi mà người sáng lập ra nước mỹ vị cha và dân tộc đầu tiên làm tổng thống nước mỹ từng đánh nhau sẽ nói và sẽ chỉ trích ông trump cái vai trò của ông trump trong ngày sáu tháng giêng hai nghìn và sẽ cho người dân mỹ thấy rằng nếu bầu ông trump lên làm nhiệm kỳ thứ nhì nước mỹ sẽ tan nát như thế nào ông Biden kỳ này sẽ lột lưới, sẽ tấn công thẳng ông Trump, sẽ nói chuyện hận thù luôn. Bởi nói chuyện tích cực là không nghe. Bây giờ muốn tiêu cực, tôi cho tiêu cực luôn. Ông thành công hay không? Chúng ta chưa biết. Nhưng mà tài cái ốc ta biết như thế. Là thứ bảy này sẽ oanh lớn, dập ông Trump té tôi à, luôn. Để có ông Trump nói gì, đương nhiên ông Trump sẽ nói, ô nó tự do ngon của tôi mà. <laughs> ờ, tại vì bầu cử răng ừ. lận mà. Tôi có quyền nói, I'll, I'll be there, uh, uh, it will be wild, uh, I'll go there with you, I will walk down with you, đó là đại khái nó tự do ngôn luận của tôi. Nhưng mà ông Biden sẽ nói, không, anh xúi dục, anh xúi dục bạo động. Quý vị thấy buồn cười. cười, nói chuyện tích cực là không nghe, nói về kinh tế lên như thế nào, người ta không nghe, người ta không tin. Thì bây giờ, tôi quánh nhau ông Trump, đó, thứ bảy này, quý vị nào có truyền hình nhớ đón coi. Còn ông Biden rút găng tay ra quánh nhau với ông như thế nào. Một lần nữa, không biết có thành công hay không, không biết. Vậy anh, Khanh nói với tôi trong chương trình từ thủ đô ngày hôm nay bảo, nói vậy tiêu cực lắm, người ta sẽ không nghe đâu. Nhưng mà giờ nói kia tao không nghe luôn. Thì đằng nào tiêu cực, tôi cho tiêu cực luôn. Mà nói tích cực không nghe rồi. Đó là tòa cốc tôi biết như vậy. Cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn gặp quý vị vào chương trình ngày mai.